móng 20, móng tay 25, đồ bộ bộ 65, 65 nhân 3 nhân 1 63 bên bớt 5.000 còn 190 nè, tổng cộng là 215.000. Trời ơi, tháng này tốn 215.000 tiền đồ. Bà này bà ngộ ghê luôn á. Làm ô xin cho bà hứa mua đồ cho mình mà không mua. Toàn hứa không, Tết cũng không cho tiền lì xì nữa. Làm gì chán dễ sợ luôn á. Mộng Thắm, Mộng Thắm đâu? Dạ em qua đây chị ơi. Trời ơi, cái giọng đó là biết có chuyện nữa rồi đó. Em xài nước hoa của chị đúng không? Đâu có gì, em đâu có biết. Không biết hả? Hết hư một nửa rồi đó. Không em xài đây, ai xài? Ủa em đâu có xài nước hoa chị đâu, coi chừng chị làm đổ không? Chị giữ cẩn thận lắm, không thể nào mà đổ được. Em xài thì em nói đi chứ. Em không có xài thiệt. Nè nè, em chối nha, chị mở camera ra chị coi á. Nếu như mà em lấy em xài của chị á, chị trừ lương em đó. Trời ơi, chị ngộ ghê, em xài em nói em xài chứ em sợ gì chị mà em dám nói. Nước hoa thôi mà phải nước thánh đâu trời. Em nói gì kỳ vậy, nước hoa của chị mua mắc lắm đó biết không? Nhưng mà em không có xài thiệt, chị kỳ quá. Em xài em nói em xài chứ chị ngộ quá. Tự nhiên cái tự chuyện gì dẫn cá chém thớt à. Có chuyện gì chửi luôn lần đi để em đi làm việc nữa. Còn chuyện cái áo của chị nữa, em giặt kiểu gì? Chị dặn là em giặt đồ của chị là bỏ riêng ra dùng chị. Em cứ bỏ vô một đống như vậy, nó làm hết màu sao chị xài được. Nhưng mà cái chuyện này chị chửi em rồi mà, chị chửi chuyện khác đi. Nhưng mà hôm nay chị thấy chị bực, chị chửi được không? Mà em mắc mệt à, chị chửi em hoài. Sao em cứ trả treo chị hoài vậy? Chứ giờ sao chị mới chịu? Bây giờ em có tin là chị trừ lương em không? Đừng có trừ nữa. Tôi động đây 12 tháng mà tôi ăn 1 tháng rưỡi lương rồi. Ủa, em tưởng là chị hù em hả? Chị trừ đi, em bỏ đi thiệt cho chị coi á, chị hù gì? Ngon, bỏ đi coi coi. Bỏ đi đi. Thôi nữa, làm ơn làm phước giùm một cái đi. Em á cứ tự nhiên đứng đi cãi lộn với lại anh Thắm chi vậy? Ở trong nhà có hai người phụ nữ à, cái lộn đến ồn ào mệt cái thằng đàn ông. Em có muốn to tiếng với nó đâu, tại nó cãi với em với bộ. Ô xin gì mà em không có cãi nha. Đó, đây nè, mới vừa cái miệng đó là miệng cãi đó. Em chỉ trả lời chị thôi mà. Trả lời cái gì mà trả lời với cãi mấy thứ. Còn cái cà vạt màu đen của anh đâu? Cà vạt màu đen gì? Ừ. Hỏi cô ô xin quốc dân của anh đây nè. Ngày hôm qua rảnh rang quá, đem ra buộc cổ mèo nhà hàng xóm, nó xé cho te tua luôn. Trời ơi, Thắm ơi là Thắm ơi, chừng nào em Thắm lại Thắm ơi. Cái calabash đó là của sếp anh tặng cho anh đó. Mà em làm sao mà tự nhiên em đi em nhét vô cái cổ con mèo? Tại vì em qua con mèo bị đứt dây xích nên buộc đỡ nó. Buộc đỡ không biết mua cọng dây xích hả? Ủa rồi hồi nãy nó làm gì mà em quạo vậy? Thì nó làm lem áo em rồi xài nó qua của em nữa nè. À, hồi nãy đi ngang qua lan can tao hửi thấy cái cây thơm thơm, mày lấy cái dầu thơm mày tưới cây phải không? Hồi nào? Có không? Không có, em lấy xịt phòng em tưới cây thôi. Trời ơi, vừa phải nó cái cây mà nó rơi xịt phòng nó tan hết của người ta rồi. Ai biết đâu. Khỏi đôi coi nó đưa đi. Mệt quá à. Đó chưa của mình. Hiểu cảm giác của em chưa? Nè nè, đợi em với coi. Nè nha. Ở trong nhà làm cái gì được thì làm, giúp được cái gì thì giúp, còn không giúp được thì thôi. Chứ đừng có những cái thái độ như vậy. Còn đây nè, đây nè. Người ta mang chép chiếc này chiếc kia tại sao không nhắc? Chưa có thấy sao nói. Cái gì không thấy à? Ngồi ở trên cao thì nhìn xuống thấp phải thấy chứ. Nhắm làm ở đỡ được thì làm, còn không được thì nghỉ. Mấy người nói tôi là không làm được gì đúng không? Ý nói tôi bất tài vô dụng chứ gì. Tôi đi cho mấy người vừa lòng. Tôi phải rời xa nơi này thật sao? Ôi, căn nhà vốn dĩ đã thân quen mà nay sao mọi người hất hủi tôi? Mấy người muốn tôi đi chứ gì? Được, tôi sẽ đi. Trước khi đi, tôi muốn có đôi lời nhắn nhủ với hai anh chị. Đừng tìm em nữa. Em sẽ đi thật xa, 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 xa lắm. Thắm Thía, trước khi đi,
mình phải chia tay với một cái ngôi nhà đầy ấn tượng này bằng một chầu nhậu. Phải nhậu cho thật say vào. Nhậu thôi. Chúng đầu tiên xin được tạ lỗi với cái áo. Mũi nữa, sao quên gì mũi được. Mũi cũng bên cạnh ta mỗi ngày mà. Giờ đi cuộc đời này có làm bao. Không, uống đi Quynh ơi. Uống đi mấy Quynh đề, uống đi. Uống một lần rồi tới mũi nha mấy Quynh ơi. Con nhận nó sáng nay cũng quá đáng thiệt. Mặc dù con Thắm nó hơi hậu đậu nhưng mà nó cũng thiệt tình dễ thương. Có nó trong nhà nhiều khi vui vẻ hơn. Thì gì đâu đủ nữa. Bởi vậy em mới mua cho nó chai nước hoa nè. Chắc chắn nó thích lắm luôn á. Nó đâu có thích nước hoa. Ủa, nó sao? Nó thích thịt phòng mà. Hôm bữa nó nói em không nhớ hả? Nó bị gì vậy? Ủa, có khi nào hồi sáng em chửi cho mấy câu xong bây giờ nó nghỉ quần. Đừng giận, bình tĩnh, em bình tĩnh. Bình tĩnh lại để anh coi. Thắm ơi, Thắm. Bị gì mà sao nó nằm cái tướng nhìn ôm đờm nó vậy? Thắm ơi, Thắm. Hả? Rượu anh. Rượu anh là rượu gì? Cái này là rượu nè, chứ rượu anh gì? Nó uống rượu, nó xỉn thôi, có cái gì đâu. Nhỏ thì thiệt. Kêu nó con... vậy đi. Thắm ơi, Thắm. Ôi, tôi say rồi, mấy huynh đệ say rồi, không muốn nói nữa. Chùi cái miệng nó nhiễu cái nước miếng kìa. Ôi, Thắm ơi. Vậy. Hả? Gì? Hai anh chị đi tìm tôi làm chị... gì? Đừng có tìm tôi nữa. Tìm cái gì? Ôi, tôi đang ở nhà. Hả? Ôi, trời biết rồi. Khỏi cản tôi. Tôi sẽ đi cho mấy người coi. Tôi sẽ đi thật xa. Trời ơi, em quá đáng lắm rồi nha. Ở nhà không có làm gì hết trơn á. Phá là giỏi à. Trời ơi, có bày biện đủ thứ ra đây nè. Thắm ơi. Còn nó thiệt muốn phóng cái đũa cho dính vô lỗ tai luôn, thiệt luôn à. Thắm. Thắm ơi. Trời ơi, cái con này. Đi làm đã mệt mỏi rồi, về nhà ô xin còn say xỉn kiểu này nữa. Thì đứa bà không thấy thì cầm cái chai rượu ra còn giọng xuống bàn cho nó lấy nó uống nữa. Trời ơi, sao mà đời tôi cực khổ dữ vậy trời. Ủa, tôi cũng đâu có sung sướng đâu ghẹ, sao vậy? Nè. Nè. Chủ gì mà chửi tôi xin hoài. Chửi hoài đi thôi, sống sao nổi nữa. Được. Tôi sẽ đi thật xa. Nhưng trước khi đi thật xa là tôi phải đi ngủ ok. Anh đang làm gì đó? Ủa? Sao em nói với anh là em đi công tác mấy ngày mới về mà, sao em về sớm vậy? Anh đang nằm trên giường với con nào hả? Đây là cái giường của vợ chồng mình, tại sao anh dám dắt con khác về hả? Em à, em nói gì vậy? Trong trái tim anh chỉ có một mình em thôi. Em có biết là em đi công tác, anh ở nhà anh nhớ em, chờ đợi em trong mòn mỏi. Em về anh vui biết chừng nào không? Anh vui hả? Anh vui với con nào chứ anh đâu có vui với tôi. Làm gì mà hôi một cây đổ vậy? Em đi anh ở nhà biết làm gì? Anh đang tập thể dục. Không phải bình thường em hay chê bụng anh bự quá hả? Anh phải leo lên trên giường, anh chùm mình lại cho nóng để anh tập cái động tác này nè. Tôi không có tin. Chứ cái cục gì kế bên anh vậy? Làm gì có ai đâu, em nói gì kỳ vậy? Em coi đi. Làm gì có ai trong đó, thấy không? Ủa, sao hồi nãy em thấy có cô nào nằm kế bên mà sao kỳ vậy ta? Anh nói không có là không có mà. Bực mình thiệt chứ. À,
em yêu à? Em hãy nhìn vào ánh mắt anh. Bởi vì cặp mắt của anh là cặp mắt không biết nói dối. Nó sẽ trả lời với em rằng: "Dân, thưa cô chủ, chồng của cô, chồng cô là một người rất ngoan hiền, không như cô nghĩ đâu." Nha. Ừ, được rồi mà. Em à, còn nữa, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em. Em có biết không, khoảng thời gian mà em đi công tác, anh ở nhà thương nhớ em đến mức không chịu nổi. Bây giờ em đã về với anh rồi, anh yêu em nhiều lắm. Thôi, vậy thôi em tin anh lần này thôi đó nha. Đừng có làm em lo nữa đó. Kìa, nè 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 nè, lần này là tôi bắt tại trận rồi nha. Cái áo này là áo của ai? Đồ của tôi làm gì có màu đỏ hả? Hả, anh trả lời cho tôi biết áo của ai? Tôi đi mới có mấy ngày thì mà anh như vậy, anh ngoại tình đó hả? Lý gì? Em trời ơi, thì em, vợ ơi là vợ, vợ ơi. Đừng khóc, đừng buồn nha anh. Dù gì vợ anh cũng đã đi rồi. Kể từ ngày hôm nay, tụi em sẽ là những con mèo bé nhỏ xinh xinh, meo meo của anh. Thôi đi, tụi em biết cái gì? Trong lòng anh lúc nào chỉ có vợ anh thôi. Không có người phụ nữ nào thay thế được cô ấy đâu. Anh buồn dữ lắm em biết không? Nghĩ buồn dễ sao buồn. Trời ơi, buồn quá buồn. Vợ ơi là vợ, sao vậy không biết nữa. Mèo nè, mèo nè. Buồn gì vậy? Buồn mà không có chủ công. Buồn mà không có chủ công. Bực bội. Em làm, em làm. Anh đi luôn đi, dọn đồ. Đi luôn đi. Em làm gì vậy? Trời ơi. Em. Gì vậy trời? Tôi mới ngủ dậy cái quýnh tôi, rồi kêu tôi ôm chục con rồi đi luôn đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Không lẽ trời đất ơi, tôi biết mà đang lại hối với con nào. Ôi vợ về rồi hả vợ? Xin lỗi vợ nha. Anh đang nấu ăn ở nhà, anh mệt quá. Anh mệt quá cái anh chui vô trong anh ngủ giấc. Anh xin lỗi vợ nha, vợ đừng có ghen anh nữa nha. Em ghen anh riết mà. Anh nói bây giờ anh ngủ anh cũng nằm mơ thấy cảnh em đánh ghen anh nữa. Anh sợ quá. Dạ. Ủa vậy là tính ra anh ở đây có mình hả? Thì đúng rồi đó, anh đang nấu ăn cho em á. Rồi cái anh mệt quá anh vô anh ngủ quá. Chết. Anh đang nấu ăn. Ở ngoài tôi khét hết rồi. Không, em tắt lửa rồi. Thôi, được rồi. Thật ra là em cũng thấy là em ghen quá trời luôn, nên thành ra nó ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho anh, mà làm công việc của em cũng bị xáo trộn tụt dốc theo luôn. Nói vợ rồi, mai mốt á, vợ làm ơn, vợ đừng có ghen nữa đi. Anh có đi đâu suốt ngày anh ở nhà, rồi anh đi làm rồi anh về rồi anh lo cho cơm nước, vợ con anh lo cho cái gia đình này chứ đâu. Thôi em xin lỗi, em biết mà chồng đừng có giận em nữa nha. Hứa nha, hứa mai mốt không có ghen anh nữa nha. Không có ghen chồng nữa đâu. Thì vợ mà chồng ơi hỏi nè, tạm về anh ở đâu vậy? Đâu không ghen nữa đúng không? Thôi em giỡn mà. Nhưng mà em hỏi thiệt. Thôi nè, thôi xí xé nha, thương chồng nha. Thôi giờ mừng ngày vợ nữa. Không ghen anh nữa. Ra ngoài anh nấu một bữa thịnh soạn vợ chồng mình ăn mừng nha. Ok. Đi vợ. Chết vô rồi sao? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Làm cách nào đây?
nó còn hiểm lành quá vậy? Có, đang tính là tính đi nhưng mà tính ở lại, tính đi mà tính ở lại không biết giờ tính sao luôn nè. Mà anh tính đi đâu? Thì không có đến, tính đi, tính ở đây đợi, đúng rồi, nhớ rồi, đợi, không có đi mà đợi gì? Đợi cô ấy gần tới chưa hả? Cái gì? Cô ấy thật sự là anh cũng muốn gặp cái cô ấy lắm nhưng mà thật sự anh cũng không muốn gặp, anh muốn đuổi cô về luôn á. Ủa mà sao vậy, nói nghe coi. Em biết tính anh mà. Chuyện tình cảm á anh chưa có kinh nghiệm. Trời ơi, chưa có kinh nghiệm thì mình phải hỏi những người mà có kinh nghiệm. Em có kinh nghiệm? Có chứ, nhiều lắm, một bụng. Cua được mấy người rồi? Trời ơi, nguyên sớm này em cua tan nát hết luôn. Tổng cộng là mấy đứa? Nhiều lắm mà không nhớ luôn. Trời ơi, nhiều lắm luôn. Gặp là chết. Nè, anh nói trước nha. Cái chuyện tình này rất quan trọng với anh hai đó. Anh hai yêu thầm mười mấy gần 20 năm mà. Bây giờ nha, cứ để em lo hết cái vụ này cho anh hai. Nhớ nha. Lo hết cho anh hai nha. Lo hết. Đi, tới rồi kìa. Đi ra. Dạ, em mời chị trong nhà. Dạ. Mời chị con. Cái gì vậy? Sao vậy? Con bị lo lắng, quá quá sức. Nãy giờ anh đang chăm ngóng. Thôi em qua có chuyện gấp gì không ạ? Thật sự là anh muốn mời em qua để anh đó anh đó luôn mà. Anh có đặt cái chua mà đúng không? Không. Em mời chị. Ăn như vậy mới ngon. Ngon quá chứ. Ăn vậy ngon mà. Em thích ăn như vậy. Trời ơi, anh có biết là ăn uống là một nghệ thuật hay không? Cho nên là cái cách ăn nó cũng thể hiện cái sự ngon miệng và cái tấm lòng của mình dành cho món ăn đó. Nhất là đây là một món ăn mà em trai của anh đã chuẩn bị kỹ cho em như vậy. Thật sự rất tuyệt vời. Trời ơi, sao nổi ốc như vậy? Ăn sữa chua mà tôi tưởng hút cái gì không? À, cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bộ em chảy máu cam hay gì vậy? Em thấy cái mũi em nó ướt. Em chảy máu cam rồi. Không phải máu cam. Sữa chua. Sữa chua dính trên mũi chị. Sữa chua dính trên mũi chị hả? Đúng rồi. Đó, ơi. Không phải máu cam. Màu trắng là sữa chua thôi. Chị thấy anh em ga lăng không? Quá ga lăng. Mình ăn sữa chua xong rồi hả? Xong rồi. Thôi, em về nha. Thôi. Khoan chị. Sữa chua là chỉ là cái màn dạo đầu thôi. À đúng rồi. Vậy còn tiết mục nữa. Còn một tiết mục nữa hả? Coi phim. À đúng rồi, coi phim. Có phim hay á. Thích lắm. Phim hiệp sĩ lợn đó. Thế gớm mà. Không phải thấy gớm. Đó là hiệp sĩ heo đó. Chị biết rồi, hiệp sĩ heo. Bảo vệ trái đất, bảo vệ mọi người, bảo vệ nhân loại mà. Chị, không mấy mình bỏ qua cái vụ coi phim đi. Bữa nào mà coi. Sao nó đi coi phim giờ lại không coi. Thôi vậy đi về. Từ mình coi phim sao. Chị, em cái này em nói riêng chị nghe thôi nha. Ờ, anh sao? Anh hai em rất thương một người con gái. Chị nói nghe nè, anh ấy thích ai, anh ấy thương ai, anh ấy treo hình của ai thì đó là chuyện của anh ấy. Em kể cho chị nghe làm cái gì? Với tư cách là một người con gái, em cam đoan với anh, nếu mà anh yêu người ta theo kiểu như vậy á thì sẽ không bao giờ dính đâu. Thôi đi, em thấy cái bầu không khí mình nó căng thẳng quá. Đi thôi. Em nghĩ là em không thể ngồi đây thêm một giây phút nào nữa. Chị ngồi chút xíu đi. Tại vì chị không thích nghe chuyện của người khác, không liên quan gì tới chị cả. Không phải. Đi vô lấy. Em mời bánh chị ăn. Chị lấy bánh chị ăn đi. Đi. Phá hoại không à? Hả? Chuyện nó cũng khai nữa. Em không hiểu là hai người đang nghĩ gì nữa. Anh đã mời cái cô gái mà anh thích tới đây. Bánh đây. Mời em tới. Có bánh rồi. Cái gì vậy? Không có được ăn. Em mời bánh chứ. Ok. Chị không cần ăn em mà. Cất đi. Không có em cái này. Em thấy không? Cái này. Ngay cả cái bánh mà anh ấy còn không muốn mời chị. Có. Anh vô ra làm cái gì? Không có. Tại sao em lại lấy bánh của anh ấy mời khách mời anh tiếp là sao? Trả lại cho anh ta. Chứ. Ê, cho chị sờ cái đi. Ủa, cái này là vải nè. Thằng phá hoại lấy cái hộp bí mật của tao như vậy. Thật sự là cái áo tắm này đúng là của anh thiệt. Mà nó không phải của anh mà. Anh để ông đây thôi, không có gì hết. Chị biết không, cái áo tắm này nè là ông nghe lời cái đám bạn của ổng á. Nó xúi ổng là cua gái á, là phải mua mấy cái đồ này nè. Anh mua. Anh mua là anh ướm theo phọt của em. Hả? Sao ngủ?
chị đừng có buồn anh em tánh ổng vậy đó, ổng cứ khờ khờ mà ổng làm gì cũng ra vậy chứ, ổng đâu có biết cái gì đâu, toàn là ổng bị bạn bè xúi dục không á chứ ổng không có ý gì đâu chị. Anh thật sự anh xin lỗi mà anh không có ý gì hết, tại vì anh thương em cũng lâu lắm rồi mà không dám nói gì hết, thật sự là anh thương em làm vậy thôi chứ đâu có biết là đem hết tất cả đi. Rồi đem hết tất cả đi, rồi đem hết tất cả đi dẹp luôn. Đi đâu vậy? Đi dẹp. Đem hết tất cả đi ra đây, đưa cho em.